sử dụng mạng xã hội và chọn lựa các thông tin truyền thông ngày nay cho giới trẻ. Đây là một đề tài rộng và khó. Thứ nhất, khó là bởi vì đối với các cha, không biết các cha hạt trưởng này kia làm sao, nhưng mà thú thật đối với cha là khó là bởi vì mình không có công nghệ nhiều như các bạn trẻ. Các bạn trẻ về mặt công nghệ có thể nói một cách chính xác, các bạn trẻ giỏi hơn mình và có thể làm thầy mình trong lĩnh vực này được. Nên đây là một vấn đề khó. Rộng là bởi vì thời gian hạn chế, chúng ta chỉ trình bày một vài điểm thôi. Nên thành ra cha muốn đặt câu hỏi và các bạn sẽ trả lời. Ai trả lời được thì có người sẽ giúp đưa gửi một cái quà nhỏ nhỏ. Ai trả lời trúng gửi cái quà nhỏ. Bây giờ trước hết, bắt đầu giờ chúng ta bắt đầu vào luôn không? Không biết đọc kinh chưa? Chưa à? Thôi giờ chúng ta đọc kinh chứ, nãy giờ mà hát không mà chưa có đọc kinh, chúng ta nhớ đọc kinh để xin Chúa thánh hóa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ra mời cộng đoàn ngồi. Ngày hôm qua vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma, nghĩa là 6 giờ chiều giờ Việt Nam, Tòa Thánh đã công bố các tân giám mục mới cho Việt Nam. Bạn trẻ nào có thể nói được các vị giám mục đó tên gì và bây giờ được bổ nhiệm ở đâu? Ai biết không? Có thể ai giơ tay rồi nhiều. Bây giờ xin ban tổ chức Rồi. Rồi bây giờ chúng ta nghe coi đúng hay sai nha. Rồi mời con. Thưa cha, là đầu tiên là thứ nhất là có 3 giám mục phải không? Dạ vâng. Ba giám mục rồi, chắc chắn. Thưa cha, đầu tiên là cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ làm giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh. Hà Tĩnh, ok. Thứ hai là cha Kiều Công Tùng. Cha Phê Rô Kiều Công Tùng, trưởng ấn của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ok. Sẽ làm đức cha Phát Diệm, ở giáo phận Phát Diệm. Giám mục giáo phận Phát Diệm. Ok, đúng rồi. Còn cuối cùng là con chỉ nhớ là cha Phê-rô Lợi. Phê-rô Lê Tấn Lợi. Ok. Làm cháu giám mục giáo phận Cần Thơ. Giám mục khó giáo phận Cần Thơ. Ok rồi. Cảm ơn con. Xin không biết là mình bấm cái này thì nó chưa lên ha? Không biết là bấm ở chỗ nào để nó lên công nghệ. Hả? Bấm hả? Ok. Đây là hình ảnh chúng ta thấy mới trả lời. Chúng ta thấy mà chúng ta biết nhanh như thế, gần như là tức thời. 6 giờ 12 giờ trưa bên Roma, tức là tức thời bên này 12, 6 giờ chiều bên Việt Nam, chúng ta biết ngay. Nhờ cái gì vậy? Thưa nhờ truyền thông, nhờ công nghệ này. Chứ nếu mà bây giờ chẳng hạn như 20-30 năm trước thì công nghệ nó chưa bây giờ, chưa lập tức, thì chắc chắn chúng ta biết đây là hôm nay đang nói về truyền thông này. Nên thành ra cho một cái thí dụ để cho chúng ta thấy việc truyền thông, đây là một công nghệ đem lại lợi ích rất lớn, chẳng những cho cả về lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị, nhưng mà còn cả trong vấn đề rao truyền tin mừng để củng cố đức tin nữa. Nên thành ra đây là một phương tiện rất tốt, hữu ích. Ở trong giáo hội, ở trong lịch sử, người ta nói đến 4 cuộc cách mạng công nghiệp. Hay nói một cách khác, người ta hay thường nói thời đại 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Bây giờ người ta còn nói đến 5.0. Vậy ai biết 1.0 có nghĩa là thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là gì, ai biết không? Bởi vì từ đó người ta mới nói tới cái chuyện 4.0. Có người giơ tay, có người giơ tay kìa con. Đó, có người giơ tay kìa, giỏi quá. Là phát minh máy chạy bằng hơi nước. Hay có gì chưa nghe rõ con? Thưa cha, là máy chạy bằng hơi nước. Máy chạy bằng hơi nước, từ bây giờ con là vừa như là con Nghệ An phải không? Dạ không, con Biên Hòa. Con Biên Hòa, cha nói. Cha cứ tưởng là con nói tiếng nước ngoài nên thành ra cha không hiểu. Đầu tiên
Chúng ta biết đây là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, hay gọi là giai đoạn 1.0, thời đại 1.0. Thì là giai đoạn này là giai đoạn cơ khí hóa chạy bằng thủy lực và hơi nước, không? Giai đoạn này bắt đầu. Và chúng ta biết vào thế kỷ thứ 18, năm 1760 đến năm 1840, giai đoạn này khởi phát. Rồi giai đoạn thứ hai là 2.0, công nghiệp cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Ai có biết gì không? Có người giơ tay. Như vậy chứng tỏ các bạn trẻ giai đoạn trai là điện năng. Điện năng tức là giai đoạn thứ hai, giai đoạn 2.0, người ta đã sử dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Đây chúng ta biết đây cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai khởi phát ở Mỹ cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, mở ra cơ hội cho sản xuất hàng loạt nhờ sự ra đời của điện và dây chuyền lắp ráp. Đây là giai đoạn 2.0. Còn giai đoạn 3.0, bạn nào có thể cho biết? Bắt đầu dần dần nhiều người giơ tay rồi. Bởi vì 3.0 rồi, bắt đầu 4.0 rồi, bắt đầu nhiều người biết rồi. Ok, là kỹ thuật số à? Kỹ thuật số. Ok, rồi cảm ơn con. Giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 3 hay được gọi là 3.0 khởi phát ở Mỹ từ năm 1960 cho đến năm 1990. Giai đoạn này được gọi là cách mạng máy tính hay là cách mạng số, bởi chất xúc tác là sự phát triển của chất bán dẫn siêu máy tính thập niên 1960, máy tính cá nhân thập niên 1970-80 và Internet thập niên 1990. Và thú thật đối với các cha, cha hạt trưởng hay các cha trong thời này mới bắt đầu làm quen với việc khi cha chịu chức linh mục á, thì lúc đó mới có điện thoại, rồi bắt đầu mới có máy tính để mà sử dụng, mới gửi email. Tức là lúc đó 20 mấy năm trước, nhưng mà vẫn còn được coi là lúc đấy là phát triển. Rồi 4.0, ai biết 4.0 là gì? Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiều cánh tay quá thì tùy ban tổ chức. Dạ đây ạ. Dạ con thưa cha là mạng Internet ạ. Mạng Internet thì đây cũng đang nói là, nhưng mà có cái là nó đặc biệt hơn một xíu. Dạ 3G, 4G. 3G, 4G thì nó cũng Internet. Nhưng mà nói kỹ nghe. Nhưng mà dạ con thưa cha là mạng truyền thông ạ. Dạ mạng truyền thông thì nó cũng có đấy. Rồi gửi bạn cái rồi bây giờ xin mời một người nào khác bổ sung. Dạ thưa cha là chiếc điện thoại thông minh ạ. Điện thoại thông minh nó cũng có nhưng mà bây giờ để cha trả lời cho nó nhanh, mất giờ. Dạ thưa cha. Dạ thưa cha là trí tuệ nhân tạo AI ạ. Giỏi. Bởi vì trong thời kỳ này bắt đầu dựa trên Internet, không? Dựa trên Internet, Internet là nền. Và bắt đầu người ta nói tới những công nghệ mới, những làn sóng đột phá đang xuất hiện đồng thời ở nhiều lĩnh vực. Từ giải mã trình tự gen đến công nghệ nano, từ năng lượng tái tạo đến điện toán lượng tử. Chính sự hòa trộn của các công nghệ này và sự tương tác của chúng trong tất cả các lĩnh vực của thế giới thực, thế giới số và thế giới sinh học đã làm nên sự khác biệt căn bản của cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0. Bây giờ chúng ta có thể tóm tắt 4 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1.0 là giai đoạn ứng dụng năng lượng động cơ hơi nước vào sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động. Giai đoạn thứ hai, 2.0, ứng dụng điện năng vào sản xuất hàng loạt dây chuyền với quy mô lớn. Giai đoạn thứ ba, 3.0 là ứng dụng điện tử, công nghệ thông tin, Internet vào tự động hóa sản xuất. Giai đoạn 4.0 là giai đoạn người ta nói đến kết nối dựa trên nền tảng công nghệ sinh học, kỹ thuật số và vật lý. Và bây giờ người ta đang nói tới thời đại 5.0, tức là phát triển một cách rất nhanh. Nên hồi nãy cha nói đó là đề tài khó, thời gian ngắn, nên thành ra cha chỉ trình bày một vài điểm nào đó mà cha không có giỏi bằng chúng con. Chúng con giỏi hơn cha nhiều. Rồi bây giờ chúng ta như vậy, một vài con số chúng ta sẽ thấy. Theo thống kê, trên thế giới số lượng người dùng mạng xã hội tăng lên không ngừng. Một vài con số. Facebook 2,7 tỷ người truy cập. Mà cái này con số 2021, tức là con số này nó đã cũ rồi, lỗi thời rồi. Bây giờ chắc chắn không thể nào 2,7 nữa. Bây giờ có thể nó trên 3 tỷ. Chắc chắn. YouTube cũng vậy, 2,2 tỷ. Chúng ta sẽ thấy các mạng truyền thông xã hội với số lượng rất nhiều người truy cập. Và đây là một thế mạnh. Và quả thật đây là một cái thế giới vẫn còn mênh mông người ta đang khám phá. Bây giờ tại Việt Nam, đố các bạn,
tại Việt Nam khoảng bao nhiêu người sử dụng mạng Facebook thôi, cho nó thí dụ như Facebook thôi. Vậy bây giờ cho mỗi người thử xem coi, cho tưởng tượng coi xem coi. Bây giờ ai biết để có thể, các sơ biết không? Các sơ thì không biết gì, bởi vì không được sử dụng mạng, không được sử dụng điện thoại thông minh. À, có người giơ tay, mấy người giơ tay luôn. Nhiều người giơ tay đó. Rồi, chúng ta thử coi xem coi. Dạ thưa cha là 76 triệu người. 76 triệu người bây giờ. Cảm ơn con. Như là rất nhiều. Xin gửi phần quà. Nhớ nãy giờ. Ủa hồi nãy giờ mà những người mà trả lời á, có gửi quà không? Có, gửi nha. Lắc tên. Tại Việt Nam, chỉ tính riêng Facebook, số người sử dụng ngày càng gia tăng, đa số là giới trẻ, chiếm trên 70% dân số. Bây giờ chúng ta biết dân số chúng ta khoảng bao nhiêu người thì chúng ta 70% là tính được. Khoảng đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta 90 triệu hay là 100 triệu ví dụ vậy, hay là chín mấy triệu, thì chúng ta tính khoảng 70% dân số. Thì số lượng người dùng, bây giờ một vài cái con số để chúng ta thấy. Năm 2018, theo số liệu là có 60.860.000 người sử dụng. Người ta thống kê cho chúng ta thấy nam sử dụng bao nhiêu phần trăm, nữ sử dụng bao nhiêu phần trăm. Ở dưới thì chúng ta sẽ thấy từ lứa tuổi 13 đến 17 tuổi thì sử dụng 10.4%. Rồi số lượng ấy tăng dần, trẻ 25 tới 34 tuổi là sử dụng nhiều nhất. Rồi dần dần thấp đi cho đến già, và ít người sử dụng. Lý do đơn giản là bởi vì không thấy đường, chậm, công nghệ chậm, nên thành ra ít sử dụng. Còn các bạn trẻ công nghệ giỏi hơn, rồi nhanh dạy mọi cái đều có thể theo nhanh một cách nhanh. Nói tới đây một câu chuyện, có một câu chuyện kể. Có lần nọ có anh cha gửi ở trong điện thoại, ngài nói bà ngoại gọi điện thoại với con, dùng sử dụng mạng xã hội đó để gọi, thì cháu nó chỉ cho bà là làm sao gọi điện thoại rồi này kia đó. Cháu nó ở xa thì bà mới gọi điện thoại cho cháu, nói cháu ơi làm sao mà bà gọi cháu không được. Cháu nó nói bà muốn gọi cháu được thì bà phải kết bạn với cháu. Bà cụ la ngay, bà cụ nói tổ mẹ mày, tao còn đẻ ra được bố mày mà mày đòi kết bạn với mày à. Nhưng mà nói chung đó là trong lĩnh vực công nghệ thì đối với người già lớn tuổi cỡ như cha các cha, đây là thuộc là gọi là mù chữ công nghệ rồi, biết ít thôi không có nhiều, nhưng mà chúng con mới biết nhiều. Bây giờ năm 2020, 2 năm sau, từ 60 triệu ha, bây giờ chúng ta thấy tăng lên là 70 triệu rồi. Con số trong 2 năm, con số tăng lên người dùng tại Việt Nam Facebook không mà thôi, không tính các trang mạng xã hội khác, là con số này đã lên tới 70 triệu người. 2 năm sau, 2022, thì con số này cũng tăng lên thêm 10 triệu nữa, lúc này là 81 triệu. Chúng ta thấy như thế cứ tăng lên. Để cho thấy là sự hấp dẫn của công nghệ mới và các trang mạng xã hội, nhất là Facebook, đã lôi cuốn các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ vào trong cái lĩnh vực công nghệ mới. Bởi vì nó có rất nhiều tiện ích. Và chúng ta thấy bây giờ nó có một vài cái quan trọng trong mạng xã hội. Cái mục đích mà cái tiện ích lớn nhất của mạng xã hội mà chúng ta thấy dễ nhất đố các bạn là cái gì? Bởi vì nhiều người sử dụng mạng xã hội mà. Không. Chúng con mạng xã hội, cha chưa không dùng mạng xã hội bao giờ. Không xài Facebook, cũng không xài cái gì cả, chỉ xài Viber thôi. Với lại email. Như vậy, cái mục đích đầu tiên khi sử dụng mạng xã hội, chúng ta biết đó là cái gì không? Ai biết? Cái gì? Kết nối, giỏi, đông quá trả lời, không ai tặng quà được. Xứ nào vậy? Xứ Bình Thọ hả? Cho Bình Thọ chẳng bảo thầy. Chức năng đầu tiên mà chúng ta được mời gọi, đó là chức năng kết nối. Mạng xã hội có chức năng kết nối. Và chúng ta sẽ thấy, mục đích chính của mạng xã hội là tạo nên một không gian công cộng mở, dẫn đến việc xây dựng các mối tương quan liên vị. Công nghệ số, chẳng hạn mạng xã hội đã trở nên một trong những phương thức giao tiếp nhanh chóng, tiện dụng, khiến mọi người có thể dễ dàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kiến thức của mình qua bài viết, hình ảnh, âm thanh hay video cho người khác. Chẳng hạn, ngay lúc này đây, các bạn có thiết bị thông minh, có Internet, có sử dụng mạng xã hội, chúng ta có thể chia sẻ cho người thân của chúng ta ở đâu đó, thậm chí ở bên kia đại dương, những gì mà chúng ta đang chia sẻ ở đây, một cách
trực tiếp, dễ dàng, thuận tiện. Nên đây là một cái phương tiện đầu tiên mà chúng ta thấy, đó là kết nối, chức năng kết nối. Tuy nhiên, chức năng kết nối này có khi gây ra ảnh hưởng. Bởi vì có khi chúng ta chạy theo những cái tương quan ảo ở trong lĩnh vực công nghệ, trong các mạng xã hội, mà chúng ta quên mất đi việc tôn trọng người khác. Đôi khi chúng ta sử dụng mạng xã hội không có đúng. Đôi khi chúng ta chỉ trích người khác, hay thậm chí lăng mạ người khác, hay thậm chí làm những điều khác không tốt ở trên mạng xã hội. Nên thành ra chúng ta biết đây là những cái mặt tích cực để cho chia sẻ. Thứ nhất là chức năng kết nối. Thứ hai, ai biết là thứ hai này là có cái, biết cái gì không? Ai biết ở dưới mà giơ tay, có người đi tới liền. Thứ hai, cái mục đích cái ở trên internet, mạng xã hội. Đây có người giơ tay nè. Dạ, dạ thưa Đức Cha, là chia sẻ kiến thức. Ồ, giỏi, giỏi, giỏi thiệt. Cảm ơn con, cảm ơn con. Thứ hai, đây là chúng ta sẽ đi vào một kho kiến thức khổng lồ, và chúng ta sẽ có dịp để tìm hiểu các kiến thức và chia sẻ các kiến thức cho nhau. Lúc trước, cho nói ví dụ thời trước, không có thời công nghệ này, muốn tìm hiểu kiến thức hay tu thì người ta phải vào thư viện. Không, thư viện tìm hiểu sách vở đọc. Bây giờ tất cả mọi cái chúng ta có thể hỏi bác Google, sử dụng tất cả ở trên đó, có cả những kho kiến thức khổng lồ. Nhưng cái điều quan trọng mà giáo hội mời gọi chúng ta cần phải biết những kiến thức nào là những kiến thức tốt để có thể giúp chúng ta gọi là thăng tiến trong đời sống đức tin, củng cố đức tin. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lao vào trong một mớ kiến thức khổng lồ đó, và chúng ta đôi khi chúng ta nếu không phân định thì những kiến thức ấy có khi nguy hại cho đời sống đức tin nữa. Đây là điểm thứ hai. Thứ ba, thế giới giải trí. Và quả thật trong mạng xã hội và trên internet, thế giới giải trí này, đây là một thế giới bao la. Thế giới kỹ thuật số cung cấp cho chúng ta những hình thức giải trí đa dạng, dễ dàng, hữu ích trong mọi lĩnh vực đời sống. Ví dụ, với các thiết bị thông minh, một cái smartphone hay là máy tính, chúng ta có thể dễ dàng coi phim ảnh online, điều mà những thế kỷ trước, những mấy chục năm trước không có, khó. Chúng ta có thể coi phim ảnh online, chúng ta coi các chương trình thể thao một cách dễ dàng. Chúng ta có thể khám phá du lịch, mặc dù không có đi du lịch, không, mà chúng ta cũng có thể khám phá nơi này, nơi khác. Chúng ta cũng có thể nghe nhạc trực tuyến, không chẳng những là tiếng Việt mà đủ thứ tiếng. Giờ muốn tiếng Campuchia cũng có, giờ tiếng Anh cũng có, dễ. Hay là chúng ta có thể có biết bao nhiêu hình thức giải trí lành mạnh khác. Tuy nhiên, ở trên cả mạng này, nhất là trên mạng xã hội hay là trên internet, còn có biết bao nhiêu hình thức giải trí gây nguy hại. Không, có những hình thức giải trí chúng ta cần phải biết phân định và biết đâu là những hình thức giải trí mà chúng ta có thể sử dụng và đẹp lòng Chúa. Còn nếu không, có những hình thức giải trí, cho nói ví dụ những trang web đen cũng là giải trí, nhưng mà lại khiến cho người khác, khiến cho chúng ta không phát triển về đức tin, không củng cố đức tin chúng ta đâu. Nên chúng ta cần phải phân định, biết đâu là điều cần thiết đẹp ý Chúa để chúng ta có thể sử dụng. Cuối cùng, điểm 4, dĩ nhiên nó còn có nhiều lắm, nhưng mà cho chỉ lấy một vài cái để chúng ta có thể chia sẻ. Thứ 4 là kinh doanh online. Kinh doanh online không chỉ hiểu là việc là chúng ta đăng ký mua hàng trên mạng, shopping online, phải. Chỉ có việc đó đâu, mà kinh doanh online là người ta sử dụng các công nghệ, nhất là công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực điều hành, lãnh đạo, vân vân, mua bán, cả sử dụng ở trong nhà máy, vân vân, chứ không phải là chỉ có việc shopping. Nó chỉ là một khía cạnh. Và chúng ta thấy đây là những tiện ích. Theo các nhà khoa học, hiện nay có 6 tiến bộ công nghệ chính phổ biến cho doanh nghiệp trong lĩnh vực doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số. Những cái này có lẽ là chúng con, các bạn trẻ, chúng con biết cái này nhiều hơn cha. Thứ nhất, truyền thông kỹ thuật số. Thứ hai, internet vạn vật. Thứ ba, tính di động. Thứ bốn, dữ liệu lớn, big data. Thứ năm, đám mây. Giờ mọi cái gì người ta cũng có thể đưa lên trên
internet ở trên kia hết, người ta đưa lên đó lưu giữ, không có còn ở trong cái máy tính nhỏ nhỏ này, dung lượng bây giờ đẩy lên kia. Và an ninh mạng, đây là một vài cái điểm mà người ta nói trong việc kinh doanh online người ta đã sử dụng để làm sao cái việc kinh doanh nó đem lại lợi ích hơn, hiệu năng cao hơn, lợi nhuận tốt hơn. Đó là một vài cái chúng ta tìm hiểu. Như vậy bây giờ dưới nhãn quan luân lý, bây giờ cho nói luân lý một vài điểm thì chúng con nhớ. Dưới nhãn quan luân lý, giáo huấn của giáo hội nhấn mạnh đến hai nguyên tắc đạo đức căn bản này. Khi sử dụng mạng truyền thông hay khi sử dụng internet, các công nghệ truyền thông, thì chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất, dĩ nhiên là về Chúa chúng ta phải nhớ, nhưng mà cái quan trọng giáo hội nhấn mạnh, thứ nhất, con người phải là cùng đích và là thước đo khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Truyền thông phải luôn luôn trung thực, nhắm đến sự phát triển con người toàn diện, đặt nền tảng trên sự tôn trọng và bảo vệ phẩm giá từng người và mọi người. Như vậy, khi sử dụng truyền thông, chúng ta cũng cần phải biết chúng ta truyền đạt với trách nhiệm, lương tâm của chúng ta truyền đạt những gì là sự thật, những gì đem lại lợi ích cho người khác, chứ không phải là những gì mà chúng ta không biết có thật hay không, là những gì mà khiến cho người khác phải đau khổ, vân vân. Thì chúng ta phải lưu ý. Ta muốn kể chúng con nghe một câu chuyện có liên quan đến triết gia Socrates. Một ngày kia có một người gặp triết gia Socrates và hỏi: ông có muốn biết, ông có muốn nghe một câu chuyện kể mà tôi muốn kể về người bạn của ông không? Tôi biết một câu chuyện về người bạn của ông, mà bây giờ ông có muốn nghe không? Lúc ấy Socrates trả lời: đợi một chút, trước khi kể cho tôi bất kỳ điều gì, tôi muốn anh làm qua một thử nghiệm nhỏ mang tên ba bộ lọc. Lúc ấy người bạn này hỏi: gọi là ba bộ lọc sao? Socrates trả lời: đúng. Trước khi anh kể cho tôi nghe về người bạn của tôi sẽ dừng lại một chút và sẽ xem coi những ý của anh nói có đúng hay không. Đó là lý do tôi gọi đó là thử nghiệm ba bộ lọc. Bộ lọc thứ nhất là sự thật. Anh có chắc rằng những gì anh kể cho tôi nghe về người bạn của tôi có chắc chắn 100% là sự thật không? Lúc ấy người ấy gãi đầu và nói: thưa, thật ra tôi cũng nghe người khác nói lại như thế, nên không biết có đúng 100% không. Lúc ấy Socrates trả lời: được rồi, như vậy anh cũng không biết điều đó có thật hay không. Vậy điều thứ hai, bây giờ tôi nói về sự tốt đẹp. Điều mà anh định nói cho tôi về người bạn của tôi, điều ấy anh nói tốt hay nói xấu về người bạn vậy? Lúc ấy người kia trả lời: thưa, có những điều không hay về người bạn và nghe người ta nói như thế. Lúc ấy Socrates trả lời: vậy là anh định nói về một điều chẳng tốt đẹp gì, và anh cũng chắc chắn là nó đúng sự thật. Và bây giờ đó là bộ lọc cuối cùng, là bộ lọc về sự hữu ích. Điều mà anh định kể cho tôi nghe về người bạn của tôi có đem lại lợi ích cho ai không? Người ấy trả lời: không hẳn, không đem lại lợi ích cho cả ông lẫn người khác. Lúc ấy thì nhà triết gia Socrates trả lời: vậy thì nếu điều anh định cho nói cho tôi nghe chẳng tốt đẹp gì, chẳng hữu ích gì và cũng chưa chắc có thật, thì tại sao lại muốn kể cho tôi? Đó là câu chuyện. Nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng khi phân định và sử dụng mạng internet theo ý Hội Thánh. Cần phải biết xem những gì mà chúng ta sử dụng hay truyền đạt có đúng sự thật không, có tốt đẹp không và có đem lại hữu ích cho ai đó không. Cần phải lưu ý, bởi vì nó có liên quan đến con người. Và giáo hội nhắc chúng ta những gì liên quan đến con người thì chúng ta phải lưu tâm. Điểm thứ hai mà giáo hội nhắc chúng ta, còn phải vì tiện ích chung, hữu ích chẳng những cho mình, cho người khác mà còn cho xã hội nữa. Đây là khía cạnh xã hội nên chúng ta cần phải lưu tâm, nhằm kiến tạo một trật tự xã hội ổn định, hòa bình, đặt nền tảng trên công bằng, bác ái, liên đới và huynh đệ. Nếu chúng ta sử dụng mạng xã hội mà không bác ái, chúng ta phải coi chừng. Không huynh đệ, chúng ta phải coi chừng. Đây là hai điều quan trọng mà giáo huấn giáo hội muốn nhắc chúng ta khi sử dụng các mạng truyền thông xã hội. Mà không phải chỉ các mạng truyền thông xã hội, mà trong các mối tương quan của chúng ta đối với nhau. Bây giờ, ta muốn nhân cái dịp này, tôi muốn hỏi mọi người, cho là dành một vài phút nữa, đến lát nữa thì
đố chúng con, mỗi người trong chúng ta là sinh vật xã hội, là một sinh vật xã hội được Chúa tạo dựng. Và đố chúng con, chúng ta có mấy mối tương quan? Cái này hơi khó, này không biết là có mối tương quan, cái này khó quá, không biết các bạn có hiểu ý câu cha hỏi không? Đã có người giơ tay chào. Dạ thưa đức cha cùng toàn thể mọi người, theo quan điểm của con á, thì mỗi con người sẽ có những tương quan. Thứ nhất là tương quan với bản thân mình, thứ hai tương quan trong mối tương quan gia đình, thứ ba là tương quan giữa gia đình giáo xứ, thứ bốn là tương quan giữa giáo hội, và thứ năm là tương quan giữa toàn thể thế giới. Rồi, cảm ơn con gửi con một chút. Bây giờ cha muốn chúng con xác định con người của chúng ta là sinh vật xã hội, như cha đã nói có bốn mối tương quan chính. Mối tương quan thứ nhất là mối tương quan với Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta có chiều kích siêu việt. Đây là mối tương quan với Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao mà chúng con quy tụ nhau lại đây. Đến lát nữa tất cả chúng ta, cha cùng với chúng con, cùng với các cha, chúng ta dâng thánh lễ để tôn thờ tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Đó là cái chiều kích nói với chúng ta có mối tương quan với đấng mà chúng ta tôn thờ. Chiều kích quan trọng. Cảm ơn bạn đã nói đến cái chiều kích thứ hai, đó là chiều kích tương quan với chính mình. Đó là điều mà chúng ta trong mùa chay, chúng ta được mời gọi sám hối, chúng ta được mời gọi xét mình. Xét mình là gì vậy? Thưa thưa, đó là nhìn lại mình, nhìn lại mối tương quan của tôi đối với Chúa, đối với người khác, mối tương quan ấy ra sao. Và phải nhìn lại mình thì lúc ấy chúng ta mới thực sự biết mình cần gì, phải thay đổi thế nào. Đó là mối tương quan thứ hai. Mối tương quan thứ ba là đối với anh chị em mình. Hồi nãy một bạn gái nói đó là mối tương quan trong gia đình, nhưng mà rộng hơn, không phải chỉ tương quan trong gia đình không thôi, tương quan trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo hạt, giáo phận, trong đất nước, trên thế giới, tất cả mọi người trong chúng ta. Tương quan này được gọi là tương quan liên vị, nhiều người tương quan với tất cả những người khác. Và tương quan cuối cùng đó là tương quan đối với thụ tạo, đối với thế giới này, đối với thiên nhiên. Đức Thánh Cha Francisco ngài nói đối với chúng ta không thể nào bỏ qua cái thiên nhiên đang kêu cứu chúng ta. Và mối tương quan ấy cũng phải được đặt trong sự quân bình của mối tương quan này, tất cả tương quan với Chúa, với mình, với anh chị em và với nhau, với tạo vật. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị trong tông huấn sám hối và hòa giải nói với chúng ta bốn chiều kích này. Cuộc hòa giải căn bản của con người phải là cuộc hòa giải với Chúa, với chính mình, với anh em và với toàn thể tạo vật. Nên thành ra nếu chúng ta chỉ tin Chúa mà thôi, mà chúng ta không biến đổi, chúng ta không sống tốt với anh chị em mình, thì chúng ta chưa phải thực sự sám hối và hoán cải thật. Thưa anh chị em, anh chúng con thấy. Bây giờ để kết thúc, cha lấy trên mạng 10 điều răn khi sử dụng máy tính. Thứ nhất, ngươi không được sử dụng máy tính để gây hại cho người khác. Cha lấy ở trên mạng. Thứ hai, ngươi không được gây cản trở công việc vi tính của người khác. Mà không. Thứ ba, ngươi không được rình mò các tập tin tài liệu của người khác. Thứ bốn, ngươi không được sử dụng máy tính để ăn cắp. Thứ năm, ngươi không được sử dụng máy tính để làm chứng dối. Thứ sáu, ngươi không được sử dụng hoặc sao chép phần mềm của người khác mà chưa trả tiền. Thứ bảy, ngươi không được sử dụng dữ liệu máy tính của người khác nếu chưa được họ cho phép. Thứ tám, ngươi không được chiếm đoạt công trình trí tuệ của người khác. Thứ chín, ngươi phải suy nghĩ về hậu quả xã hội do chương trình người Việt. Và cuối cùng, ngươi phải sử dụng máy tính thể hiện sự thận trọng và trân trọng. Tất cả những gì mà cha trình bày hồi nãy giờ có lẽ là chỉ nói lên một phần nào, nói đến một phần nào những điều mà giáo hội mời gọi chúng ta phải ý thức khi sử dụng mạng xã hội. Xin Chúa chúc lành cho quý cha và cho tất cả chúng con. Xin bây giờ chúng ta kết thúc bằng lời nguyện. Cha muốn sử dụng lời nguyện này để chúng ta ý thức
Lạy Chúa, xin cho con biết sống trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin cho con biết sống dưới ánh mắt Chúa và để Chúa làm chủ mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của con. Xin cho con sống tốt lành từng ngày với trái tim bao dung, với tấm lòng chân thật và với niềm vui được Chúa yêu thương. Khi chúng ta ý thức như thế, thì khi chúng ta bất cứ làm gì, ngay cả sử dụng mạng xã hội, chúng ta cũng ý thức mình là con cái Chúa và cố gắng sống đẹp lòng Chúa, sống theo luật Chúa. Và như thế là nên thánh. Cảm ơn quý cha và chúng con.